Hello cả nhà, mến chào cả nhà đã quay trở lại với kênh của em nha. Hôm nay em đi theo nhật ký rừng sát để học hỏi tìm ong nha. Đây, chào cả nhà cái coi. Rồi, chào mọi người nha. Hôm nay nhật ký rừng sát sẽ hướng dẫn em cách đi tìm ong, quần ong. Bây giờ là ô đây ngổ rồi. Bây giờ là nhật ký rừng sát phát hiện ở đây một tổ nè, với lại bên này một tổ. Hay nha cả nhà, chứ như em là không biết rồi đó. Đó, nhật ký rừng sắt là hướng dẫn nói là ngay này có một tổ nè, và nãy giờ chỉ cho em rồi, nói chung cũng biết biết chứ còn nếu mà nói đi quận mình không được đâu, không bao giờ được. Rồi, chắc chắn luôn. Chắc chắn luôn. Đây tổ nữa phải không? Như nè, thấy đó con, thấy bay vô nè. Ừ. Đó, nhìn nghe cọc mây khô khoảng trống dưới giữa. Thấy rồi, thấy nó bay rồi. Thấy không? Ừ. Đó, nó trình dọn vậy đó. Trong camera thì chắc không thấy được đâu cả nhà. Rồi, bây giờ đó thấy không? Thấy chưa? Ừ. Rồi xả đầu đây. Đứng thử. Ừ, thấy ổ luôn rồi nè. Đâu? Nè. Ổ bự không? Nhỏ à. Ừ, ổ này đó. Đó. Đứng ở ngoài đi ở ngoài không mà nhật ký đường sắt phát hiện rồi, còn em là thấy thiệt chứ chỉ có đi mà luồn luồn thì gặp thì mới biết được thôi chứ nè. Giờ để em đưa cam gần cho mọi người xem nè. Đưa cam gần được không Lâm? Đây là mọi người. Đó, thấy ổ chưa? Cả nhà thấy ổ chưa? Ổ này mặc ít à. Đó mọi người. Cắt ra nó kéo mắt ra, cắt ra, cắt ra dĩ vô. Còn kéo quên. Xả khói gì cho nó gom lại. Cắt ra đi. Cái chỗ này nó lộ vị trí rồi cho nên không có để được cho mọi người. Chứ thằng tổ này mình có để nó cũng không có bơm mặt bao nhiêu đâu, cho nên là cắt luôn. Thì tổ thứ hai là mình sẽ hốt, tổ này mình sẽ hốt. Nhớ cắt mấy cái nhà từ từ trước. Anh ngọn nó bay, ông nó đọc tổ nó bay. Đúng rồi. Ơi ơi. Rồi. Xong rồi cái này, em ra đây em ra. Em ra chụp cái hình ra. Đó, đem ra em ra. Rồi được rồi, đứng đây đi, đứng xa. Rồi quay đi. Đây. Đã không? Đó đầu tiên nha. Cho mình zoom xa ra chút. Đó. Chụp một tấm. Rồi, ok. Rồi, vũ đi. Còn nó bay nè cả nhà. Đó. Nói chung là vũ nhiều thì ong nó vẫn sống nha mọi người, chứ nó không có sao đâu nha. Nó sẽ đi ở một nơi khác để mà làm tổ lại. Nó chỉ xay khói thôi. Nó chỉ xay khói thôi. Rồi, ổ này không có bằng bao nhiêu mặt hết. Ăn luôn đi. Này chắc ăn luôn rồi đó. Ừ, ăn luôn đi, ổ này không có bao nhiêu mặt. Rồi, nó ra ăn luôn. Giờ thì đến lượt Lâm nha. Giữ được mình hốt cả nhà ơi. Trước tiên là phải dọn trống nha mọi người. Đây ổ trong đây nè Hiếu, vô đây quay thấy nè. À thấy rồi. À. Nó rậm lắm nha cả nhà. Quá rậm luôn. Đây nè, không biết mọi người thấy hay không nha. Ở đây thấy nè. Bên đây thấy nè. Ổ này không biết có mặt hay không nữa nè. Ở đây tôi nghĩ có nè. Hy vọng là có ít mặt cho hai anh em.
đi nha mọi người. Ổ ngon quá cả nhà. Đây chụp tấm hình cho mặt nó này cả nha. Đó mặt nè. Nè mọi người. Đó đã chưa. Tổ này nói chung là mặt nó đủ khoảng là khoảng 80% rồi nha cả nhà. Ừ. Cắt được rồi nha. Rồi Vũ này nha. Vũ đi Vũ đi Vũ đi. Vũ cho nó sống rồi. Rồi cầm cái vỏ với cái kính đi chỗ khác. Để hai tụi nó bày là tụi nó đánh nhau á. Rồi thôi đi cả nhà ơi. Ổ này khi nãy không có mà có mật mà ít nha. Cái này là nó vừa nó cung cấp dưỡng nhiều dinh dưỡng lắm mọi người. Cung cấp nhiều chất dinh dưỡng lắm. Ông non. Nhưng mà không phải ai ăn cũng được đâu nha, ăn được mấy người ăn nha. Có người ăn vào nó bị ngứa cả nhà, ngứa mình á. Này chắc tôi nghi cũng có ông già á. Không không có ông già. Ông già nằm phòng đen này nè. Ừ. Sữa không à mọi người? Béo. À. Mình thì mình ăn không được. Ông già thì nói chung ăn vẫn được nhưng mà tại sợ nó chích vô miệng á. Không, ông này không có chích. No luôn á. Cúc này già nè bỏ đây, ăn cúc về đây thôi. Ông già ăn cái giòn giòn. Ừ, ngọt kìa. Ngọt béo đã. Xem cái view xung quanh kìa. Đây cả nhà Lâm ngồi từ xa nè. Lâm ngồi đằng đó đó. Chỉ em là đằng này có con tổ ong nè, em lại em coi em xem thử có luôn rồi nè. Nhưng mà tổ này nhỏ nha, tổ này Lâm nói không có lớn nữa. Ong này nó cỡ tổ này nó cỡ này là vậy rồi luôn rồi. Giờ bắt lấy cục mật ăn. Hồi nãy ăn cái con non rồi. Cái nhộng rồi. Bây giờ là bắt lấy nằm trong đây nè. Lấy cận cảnh cho nó đẹp. Hả? Chưa đang quay cận cảnh chứ. Cái này nãy đem điện thoại là ngon quá. Có mặt. Ngon ha. Này vậy là nó cũng có dạng lớn dạng nhỏ khác nhau ha. Ừ, chỉ như bầy nó một thời điểm nó lớn nhiều quá rồi á, đông quân quá rồi bắt đầu phải cắt cái chia ra. À, không được, không được ăn rồi. Thôi. À, nói chung mà Lâm nói là cái tổ này nó không có to, nó chỉ cỡ này là hết mát rồi. Tại nó sắp đóng vàng rồi nè cả nhà. Nó không có chúa. Nó không có ông chúa nó, nên là nó không có to nha. Thì nói chung là lấy để ăn. À, mọi người mà đi mệt á, chỉ cần có một tí mật vậy thôi. Mệt mà chưa nắng mệt nha. Hoặc là người nó hay say sẩm chóng mặt á, là có một tí mật nó ngọt ngọt á, đưa vào miệng một cái đi. Là tỉnh, tỉnh, bao tỉnh luôn á. Nhưng mà phải có nước uống nha cả nhà. Rồi mời cả nhà miếng mật ong rừng tự nhiên. Ong ruồi nha. Ong ruồi nha, đồ này là tự nhiên không nha cả nhà. Mời cả nhà. Cắn ra. Ngọt. Mật nào. Đã hết biết chưa. Nè chuẩn bị đóng nè. Đóng ao nhộng rồi nè.
nhà mối toàn nhận ăn đực không à, chứ không có nhận con cái. Mấy con chúa nó bị mất chúa rồi. Có mặt tàn, cái tàn nó dẻo quá không? Cũng vậy à. Tùy mùa, có mùa tàn ở đó, màu tàn màu vàng nghệ đẹp lắm. Lúc mà nó mới vừa lên rừng á, vàng nhạt. Nó lên rừng được một tháng á, nó chuyển sang vàng nghệ. Nó vậy đó. Còn dưới này là cái màu nó chỉ hơi ngà vàng thôi. Ây da. Hả? Ây da. Nhỏ lớn gì kìa. Có là được rồi. Còn hơn hoàng nãy giờ không có. Dạ. Giờ là luồn vào tìm cái ổ của nó nha cả nhà. Biết cái chỗ nó đóng rồi đó, nhưng mà vẫn chưa thấy ổ. Rồi chỗ này, cái ổ này mình sẽ giao cho Hiếu phóng nha mọi người. Đây nè, đi vô này khẽ. Đi vô trống nè. Đây trống nè. Thôi chỗ nào cũng được. Coi coi cái ổ như thế nào đó. Đi nhỏ. Ui, ổ chào bá luôn. Thấy rồi. Thấy rồi mọi người. Đi. Ổ to lắm. Ổ to. Đi đường này vô thiếu. Nè nè, càng vô cái sông hả? Được, thấy rồi ta. Đi đường này được luôn nè. Trống. Ổ này già rồi. Ổ này cục mọc nhỏ. Dạ hả? Động. Phà khối vô. Khói không vô tới nổi. Bên đó mình. Đây nè, nó phà vô. Nè, cầm hai máy vô quay cận cảnh cái rồi vậy. Quay thằng máy trước nè. Nè. Ổ này mình như chắc mặt ít của mọi người. Trời ơi. Kiếm chỗ này sáng 2 giờ, nói chung là 2 tiếng đồng hồ mọi người. Đã không? Có dịp mà cả nhà đi trải nghiệm hút ruồi này cũng vui lắm mọi người. Rồi ổ này không bao nhiêu mặt hết cả nhà ơi. Rồi rủ ra đi. Ôi không có mặt luôn chứ bao nhiêu gì. Đây là mọi người. Nè. Tổ mình chỉ làm cảnh thôi. Mùa này chung không có mặt rồi. Thôi bỏ luôn đi. Ổ này là mình sẽ không lấy đâu mọi người. Thì cũng có gì đâu mà lấy. Rồi bây giờ anh em đi né chỗ khác. Không có mặt nha cả nhà. Không có mặt em. Cô queo à, bóp thử cái mặt này. Nè mọi người. Đó, cô queo không có mặt. Thôi. Ổ già quá hả? Ừ, già quá. Đi. Gặp tím nữa cả nhà, nhưng mà ổ đực nha. Ổ nhỏ nhỏ giống như lúc nãy vậy đó. Ổ này nó già dữ lắm rồi. Nó đâu có lớn rồi đâu, nó có già thấy không? Ổ này đâu có mặt đâu phải không? Dần nghế luôn. Ui, ổ đầy dữ rồi. Con phát hiện được thêm ổ nữa nha cả nhà, ngay vị trí đó đó. Em thì chưa biết đâu, nhìn cũng chưa thấy đâu. Đây cả nhà, nó hơi đậm nên không có cảnh được nha cả nhà. Đó. Không, mọi người thấy không? Ổ này mình hốt là trong vòng 30 giây nha cả nhà. Hiếu nó không có chiên. Đó. Có mặt không? Có. Nè cả nhà. Cận cảnh tốm rồi. Rồi, vô đi. Nè,
Được chưa? Để xa cái từ Vũ nè. Rồi Vũ đi. Đó. Ông này có mặt hay không? Phải từ từ để coi. Ông nó bay nhiều lắm cả nha. Có xíu mặt à. Chắc ăn luôn quá. Rồi. Đó cả nhà. Ok chưa? Nè, ông nó bay quá trời luôn nè. Rồi giờ hai anh em ăn có mặt nè. Ít lắm. Bằng cái chải á. Đi thở. Đuối lắm mọi người. Nói chung mày ổ cũng khá nhiều á, mọi người xem clip thì cũng đã thấy rồi đó. 4 5 ổ cái gì đó. Nhưng mà mặt không có nha. Ngày hôm nay chỉ duy nhất có một cục mặt này thôi. Đó. Chỉ có một cục này có mặt thôi mà nó cũng không bao nhiêu mặt hết trơn á. Nhưng mà thôi, hôm nay đi như vậy rồi. Có, thà là có ổ còn hơn là không có. Đi như vậy là cũng khá ok rồi. Bây giờ hai anh em mệt lắm. Đúng luôn lắm rồi cả nhà ơi. Bây giờ thì thôi ha, em xin kết thúc clip tại đây nha. Kính mong cả nhà ủng hộ cho em nghề sông nước ha, với lại nhật ký rừng sát. Mỗi anh em mỗi người một like, một lượng đăng ký và chia sẻ cho nhiều người cùng xem, để anh em có những cái động lực để mà đi tiếp. Thấy vậy chứ đi phê lắm. Quần giữa rừng chưa nắng rồi. Nó phê lắm luôn ạ. Rồi thôi xin tạm biệt cũng có tiền nữa cả nhà. Tạm biệt cả nhà nha. Bye.